Chào đón các em đến với tiết học trực tuyến ngữ văn 7. Các em đã từng tạo lập văn bản qua các bài tập làm văn ở bậc tiểu học và lớp 6 năm học qua. Vậy các em có nắm được những yêu cầu chung đặt ra trong việc tạo lập văn bản không? Khi tạo lập văn bản, ta cần quan tâm đến những yêu cầu nào? Để có câu trả lời, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tiết 78 với chủ đề những yêu cầu chung trong việc tạo lập văn bản. Trước hết, một văn bản đòi hỏi phải đảm bảo tính liên kết. Thế nào là liên kết trong văn bản? Chúng ta hãy đến với phần 1 La Mã. Các em hãy khoan ghi chép. Tập trung nghe giảng đã. Sau khi nghe giảng, các em sẽ ghi chép theo các slide có màu bút chì ở góc trái phía trên của màn hình. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét vai trò của tính liên kết trong văn bản qua phần tìm hiểu sau đây. Theo em, chỉ với hai câu sau, Enrico có thể hiểu được điều bố nói chưa? Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm cuối mình trên chiếc nôi trong chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con. Nếu Enrico chưa hiểu ý bố, thì hãy cho biết vì lý do nào trong các lý do được kể dưới đây. Vì có câu văn viết chưa đúng ngữ pháp, vì có câu văn nội dung chưa thật rõ ràng, vì giữa các câu chưa có sự liên kết. Enrico sẽ chưa thể hiểu được điều bố nói và lý do không phải vì có câu văn viết chưa đúng ngữ pháp. Mỗi câu đều đầy đủ thành phần câu nên cũng không thể vì có câu văn mang nội dung chưa rõ ràng. Bởi lẽ, câu đầy đủ thành phần hẳn nhiên biểu đạt được điều muốn nói. Như vậy, không thể đổ lỗi cho riêng từng câu. Vấn đề ở đây là giữa các câu chưa có sự liên kết. Liên là liền, kết là nối, buộc. Liên kết là nối liền nhau, gắn bó với nhau. Trở lại hai câu được dẫn, câu 1 nói về hành vi của đứa con, câu 2 nói về nỗi lòng người mẹ thương con qua gợi nhớ của bố. Hai câu chẳng có mối liên hệ nào về nội dung ý nghĩa, nên Enrico chưa thể hiểu được điều bố muốn nói. Vậy để nội dung được rõ ràng, đoạn văn đòi hỏi tính chất gì? Một văn bản không thể thiếu tính liên kết. Liên kết trong văn bản là sự nối liền nhau, gắn bó với nhau về nội dung ý nghĩa giữa các câu, các đoạn, các phần trong văn bản. Sự kết nối này làm cho văn bản có nội dung rõ ràng, giúp cho người đọc, người nghe dễ dàng nắm bắt, thông hiểu. Để đáp ứng yêu cầu vô cùng quan trọng này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các phương tiện hỗ trợ nhằm tạo nên sự liên kết trong văn bản. Trở lại ví dụ 2A trang 18. Đọc lại các câu ở ví dụ ấy và cho biết do thiếu ý gì mà nó trở nên khó hiểu. Hãy thêm ý để nội dung đoạn văn được rõ ràng. Gợi ý, nếu phải chọn một trong các câu dưới đây thì em sẽ chọn câu nào thêm vào giữa hai câu ở ví dụ 1 La Mã 1 nhỏ để Enrico hiểu được điều bố nói. Câu thứ nhất, việc như thế con không bao giờ được tái phạm nữa. Câu thứ hai, Enrico của bố à. Câu thứ ba, sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy. Kết quả tìm hiểu phần trên cho thấy, chỉ với hai câu được dẫn, Enrico chưa thể hiểu được điều bố nói, vì hai câu ấy không thể hiện được mối quan hệ gắn bó về nội dung ý nghĩa. Để khắc phục, chúng ta phải thêm ý làm nhịp cầu bắt nối hai câu và lựa chọn câu sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy. Thành phần chủ ngữ sự hỗn láo của con nhắc đến điều được nói ở câu 1. Thông tin nêu ở vị ngữ như một nhát dao đâm vào tim bố khiến người nghe đặt ra câu hỏi vì sao người bố lại đau lòng đến vậy. Sự trả lời được tìm thấy ở câu tiếp theo. Đứa con đã xúc phạm tổn thương người mẹ hết lòng yêu thương nó khiến người bố không tránh khỏi thương tâm. Nếu chọn trong hai câu đầu thì không đạt được hiệu quả kết nối. Vậy là câu biểu thị ý phù hợp vừa thêm vào được xem như phương tiện gắn kết tạo nên mối quan hệ về nội dung ý nghĩa giữa các câu giúp cho người nghe dễ dàng thông hiểu. Ta xét tiếp ví dụ 2B trang 18. Đọc các câu sau, đối chiếu với đoạn tương ứng trong cổng trường mở ra sách ngữ văn 7 trang 5 và chỉ ra sự thiếu liên kết của chúng. Hãy sửa lại để thành một đoạn văn có nghĩa. Một ngày kia còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của đứa trẻ tự nghiêng trên gối mềm,
đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. Giữa câu 1 và câu 2 thiếu sự liên kết, ý câu 2 trở nên khó hiểu. Nhưng khi ta thêm vào đầu câu 2 từ ngữ còn bây giờ có giá trị kết nối chuyển tiếp thì kết quả lại khác hẳn. Ta nhận ra hai câu có ý đối chiếu, cùng là giấc ngủ nhưng ở hai thời điểm khác nhau. Đây chính là sợi dây kết nối cho thấy mối quan hệ ý nghĩa giữa hai câu. Từ đứa trẻ ở câu 3 khiến ý câu này trở nên lạ lẫm so với mặt ý người mẹ tâm tình cùng con mình ở hai câu trước. Ta nên sửa từ đứa trẻ thành từ con để câu 3 đảm bảo mạch liên kết ý với hai câu trên. Như vậy, từ ngữ chuyển tiếp cũng là những phương tiện góp phần tạo nên tính liên kết trong văn bản. Qua tìm hiểu, hãy cho biết một văn bản có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì. Để đáp ứng điều kiện ấy, ta nên sử dụng những phương tiện kết nối nào. Một văn bản có tính liên kết thể hiện qua mối quan hệ gắn bó về nội dung ý nghĩa giữa các câu, các đoạn, các phần trong văn bản. Và để đáp ứng cái giá trị liên kết này, chúng ta cần phải khai thác tối đa các cái phương tiện liên kết như câu, từ ngữ chuyển tiếp. Các em đọc ghi nhớ phần này, chấm tròn số 2, trang 18. Liên kết là một tính chất quan trọng của văn bản. Để góp phần tạo nên mối quan hệ gắn bó về nội dung ý nghĩa giữa các câu, các đoạn, các phần trong văn bản, ta cần quan tâm đầy đủ đến bố cục của văn bản. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thế nào là bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản. Qua việc gợi lại lần lượt các phần cần phải viết trong lá đơn xin gia nhập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trước khi gợi lại trình tự các phần của lá đơn, hãy xem xét giả định sau. Có nên viết lý do khiến em muốn xin gia nhập đội thiếu niên trước phần khai rõ họ tên, lớp, hay đưa ra lời hứa trở thành đội viên gương mẫu trước khi nêu lý do xin vào đội? Vì sao? Rõ ràng là không, vì thiếu hợp lý và gây trở ngại cho việc thông hiểu nội dung lá đơn. Chúng ta hãy cùng nhắc lại thứ tự các phần của lá đơn xin gia nhập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đầu tiên là phần quốc hiệu tiêu ngữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Tiếp nữa là chúng ta sẽ ghi nơi và ngày tháng năm viết đơn ở mép phải. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghi tên đơn. Sau nữa là chúng ta sẽ ghi cái phần kính gửi ban chấp hành liên đội trường nào đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cung cấp thông tin cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, học sinh lớp mấy. Và phần quan trọng nhất là cái phần lý do xin gia nhập đội sẽ được viết tiếp theo. Sau khi ta nêu rõ cái lý do xin gia nhập đội thì ta cũng phải thể hiện cái lời hứa hẹn của mình khi trở thành đội viên. Rồi cuối đơn thì chúng ta sẽ bày tỏ cái lời cảm ơn, kính đơn, ký và ghi rõ họ tên. Các phần được sắp xếp như vậy thể hiện một trình tự hợp lý, tức bố cục rõ ràng. Nội dung nhờ đó mà rành mạch dễ hiểu. Các em hãy đọc lại ghi nhớ 1 chấm tròn số 1 trang 30. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu những yêu cầu đặt ra cần phải quan tâm khi xây dựng bố cục trong văn bản. Chúng ta hãy xem xét ngữ liệu sau. Có một con ếch quen thói coi trời bằng vung nên cứ ngang ngang đi lại khắp nơi, nhân nháo nhìn trời và kêu ầm ầm. Trước kia ếch sống ở trong giếng, tại vì năm ấy trời mưa, nước trong giếng dìm lên tràn bờ đưa ếch ta ra ngoài. Trước đó ếch ta đã từ đáy giếng nhìn lên và nó thấy trời bé tí chỉ bằng cái vung thôi, còn nó thì lại oai ghê lắm, vì nó mà đã có tiếng kêu thì tất thảy bọn cua ốc nhái ở giếng đều phải hoảng sợ. Cuối cùng nó bị một con trâu dẫm đẹp, từ đấy trâu trở thành bạn của nhà nông. Hãy trả lời câu hỏi có xác định được ý chính trong mỗi phần không, vì sao? Ta nhận thấy ngữ liệu được dẫn chưa được bố cục, các sự việc ở mỗi phần chưa được sắp xếp kể theo một trình tự nhất định. Phần đầu kể chồng chéo, khi thì ếch ra khỏi giếng, lúc lại còn ở trong giếng, khiến người đọc người nghe không thể nắm được nội dung. Phần sau cũng gặp phải tình trạng tương tự. Và đây là bản kể ở sách ngữ văn 6 trang 100. Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ, xung quanh nó chỉ có vài con nhái cua ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó có tiếng kêu ầm ọp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì ngoan như một vị chúa tể. Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dền lên tràn bờ đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch ngang ngang đi lại khắp nơi và có tiếng kêu ầm ọp. Nó nhăn nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời,
Chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp. Các em hãy nhận xét về tính thống nhất giữa các câu trong từng phần và giữa các phần trong cả văn bản, đồng thời chỉ ra sự phân biệt về nội dung giữa hai phần. So với ngữ liệu trên, thì bản kể ở sách ngữ văn 6 có bố cục rõ ràng. Cả hai phần đều kể về thái độ kiêu ngạo của ếch. Điều này đảm bảo yêu cầu thống nhất về nội dung các phần các đoạn, thể hiện tính liên kết của văn bản. Bên cạnh đó, nội dung mỗi phần lại có sự phân chia nhất định. Phần 1 tập hợp các chi tiết sự việc nói lên sự kiêu ngạo của ếch khi còn ở trong giếng. Phần 2 tập trung làm rõ sự kiêu ngạo của ếch khi ra khỏi giếng, dẫn đến hậu quả khôn lường. Sự phân định nội dung từng phần như vậy giúp cho người đọc nắm được mạch truyện, thông hiểu nội dung văn bản. Tóm lại, nội dung các phần các đoạn phải thống nhất chặt chẽ, đồng thời giữa chúng cần được phân định rạch ròi. Thống nhất chặt chẽ nhằm làm cho nội dung các phần các đoạn không rời rạc để cùng hợp thành chỉnh thể văn bản. Còn phân định rạch ròi thì giúp cho việc trình bày nội dung từng phần từng đoạn được rõ ràng, dễ hiểu. Yêu cầu này đòi hỏi các câu phải thống nhất về nội dung được hoạch định trong mỗi đoạn, mỗi phần. Cô lấy ví dụ một bài văn tả cảnh theo trình tự thời gian sẽ gồm nhiều đoạn ở phần thân bài. Đoạn tả cảnh lúc sáng sớm không thể dung nạp chi tiết miêu tả cảnh giữa trưa hay hoàng hôn hoặc về đêm. Các em đọc tiếp ngữ liệu 2 trang 29. Ngày xưa có một anh tính rất hay khoe. Một hôm anh ta may được áo mới liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa đợi có ai qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Nhưng rồi anh ta cũng khoe được áo với một người rằng: từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này tôi chả thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Đấy là do người kia tính cũng hay khoe, bỗng không biết từ đâu tức tự chạy đến hỏi anh ta: bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Để có cơ sở đối chiếu nhận xét, các em hãy đọc lại truyện cười lợn cưới áo mới bản kể ở sách ngữ văn 6 trang 126. Có anh tính hay khoe của, một hôm may được áo mới liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa đợi có ai qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Đang tức tối chợt thấy một anh tính cũng hay khoe, tức tự chạy đến hỏi to: bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra bảo: từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả. So sánh văn bản trên với ngữ liệu 2 trang 29, em thấy cách kể nào tạo được yếu tố bất ngờ và gây cười cho người đọc? Đâu là nguyên nhân khiến cho bản kể còn lại mất đi tác dụng ấy? Qua đó, hãy cho biết sự sắp xếp ý hợp lý có đóng vai trò gì trong việc thể hiện chủ đề nội dung văn bản. Giữa hai nhân vật, hiện tượng đáng cười nằm ở anh khoe áo bởi cái mức độ khoe khoang quá quắt độc nhất vô nhị, không tiền khoáng hậu. Các em nên nhớ, để tạo được yếu tố bất ngờ và gây cười cho người đọc, một tác phẩm truyện cười thường phải gói kỹ, mở nhanh. Cái đáng cười thường được giấu kín và khi kết thúc truyện vỡ ra một cách bất ngờ như một sự phát hiện đầy lý thú khiến người đọc bật cười khoái trá. Tiếng cười ấy ẩn chứa thái độ phê phán của người đọc đối với hiện tượng đáng cười của người đời. Dựa vào đặc điểm của truyện cười, ta thấy cách kể ở sách ngữ văn 7 trang 29 đã đảo thứ tự hai sự việc, hai tình tiết, nên làm mất đi yếu tố bất ngờ, cũng hạn chế tiếng cười bật ra, kéo theo, giảm đi ý nghĩa phê phán của truyện. Qua tìm hiểu, ta cần quan tâm sắp xếp hợp lý thứ tự các phần, các đoạn để nâng cao giá trị nội dung của văn bản. Các em đọc lại ghi nhớ 2 trang 30 để nắm rõ hai yêu cầu cơ bản về bố cục trong văn bản. Bố cục thường vận dụng tạo lập văn bản ở trường phổ thông chính là 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Mỗi phần có yêu cầu, nhiệm vụ riêng. Đối với mở bài hay là phần mở đoạn thì nó đảm trách việc giới thiệu chung nội dung đoạn văn theo hay là nội dung bài văn theo yêu cầu của đề bài. Ý giới thiệu ở mở bài, mở đoạn phải bao quát nội dung sẽ trình bày ở phần thân bài hay là phần khai triển đoạn. Về điểm này, ý mở bài, mở đoạn cần tránh các ý chi tiết cụ thể lẽ ra phải trình bày ở thân bài. Về hình thức cuối mở đoạn, mở bài
phải được đánh dấu bằng dấu chấm câu. Lối mở bài còn phải xuống hàng. Thân bài hay là phần khai triển đoạn sẽ thực hiện trình bày, triển khai các ý chi tiết cụ thể trong phạm vi ý giới thiệu ở mở bài, mở đoạn để đảm bảo tính thống nhất về nội dung chủ đề của văn bản. Cuối phần thân bài hay phần khai triển đoạn, phần thức cũng đòi hỏi phải có dấu chấm câu. Đối với thân bài còn phải xuống hàng. Kết bài hay kết đoạn khác nhiệm vụ với mở bài, mở đoạn. Nếu mở bài, mở đoạn giới thiệu chung nội dung của đoạn bài thì kết bài, kết đoạn đã chốt ý tổng kết nội dung đoạn bài. Và chúng ta cố gắng tránh trùng lặp về nhiệm vụ ở phần mở bài và phần kết bài. Cô lấy ví dụ, đối với một cái đề văn, hãy trình bày cảm nhận của em về công ơn to lớn của cha mẹ. Thì mở bài, mở đoạn, các em có thể giới thiệu công cha nghĩa mẹ tựa như điểm trời. Sau khi triển khai làm rõ ở phần thân bài là phần khai triển đoạn, thì người viết cần nói lên động thái của bản thân khi thụ hưởng biết bao ơn nghĩa đó như một lời kết cho nội dung vấn đề. Chẳng hạn như là em luôn ghi tạc trong lòng nguyện chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng cha mẹ. Ý kết bài cũng đòi hỏi phải bao quát nội dung đoạn bài, tránh xa vào ý chi tiết cụ thể để phân biệt với phần thân bài hay là phần khai triển đoạn. Thực hiện 3 phần mở thân kết theo hướng như thế, tạo thành một trục xuyên suốt về nội dung phát lên chủ đề của văn bản. Các em đọc lại ghi nhớ, chấm tròn số 3, trang 30. Cái trục xuyên suốt về nội dung cô vừa nói chính là tính mạch lạc trong văn bản. Để giúp các em nhận biết rõ thêm, chúng ta hãy cùng tìm hiểu mạch lạc và các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc. Thế nào là mạch lạc trong văn bản? Mạch lạc trong văn bản có những tính chất nào được kể dưới đây? Trôi chảy thành dòng, thành mạch, tuần tự đi qua khắp các phần, các đoạn trong văn bản, thông suốt, liên tục, không đứt đoạn. Theo đó cho biết thế nào là mạch lạc trong văn bản? Mạch lạc trong văn bản có đủ các tính chất đã nêu ở 1A trang 31. Các em hãy ghi chép và ghi nhớ vào vở. Văn bản cần phải mạch lạc. Mạch lạc là sự tiếp nối của các câu, các ý theo một trình tự hợp lý nhằm nêu bật chủ đề của văn bản. Để đảm bảo tính mạch lạc, văn bản cần đáp ứng những điều kiện nào? Các em cùng tìm hiểu về tính mạch lạc của văn bản sau. Mùa đông giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng, những màu vàng rất khác nhau. Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bọc tối đã hơi cứng và sáng ngày ra trông thấy màu trời có vàng hơn mọi khi. Lúa chín dưới đồng vàng sụm lại, nắng nhạt ngã màu vàng hoe, trong vườn lắc lư những chùm quả xoan vàng liệm, không trông thấy cuốn như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Từng chiếc lá miết vàng sẫm, tàu đu đủ chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi, buồng chuối quả chín vàng đốm. Nắng vườn chuối đương có gió lẫn với lá vàng, như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng vẫy vẫy. Bụi mía vàng sọng, từng đốt ngừng phấn trắng, dưới sân rơm và thóc vàng giòn. Quanh đó con gà con chó cũng vàng mượt, mái nhà phủ một màu rơm vàng mới, tất cả đượm một màu trù phú đầm ấm lạ lùng, không có cảm giác héo tàn hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông. Tô Hoài. Gợi ý tìm hiểu, các em hãy ghi lại bố cục của đoạn văn, từ đó xác định chủ đề của văn bản. Em có nhận xét gì về vai trò của từ ngữ đối với chủ đề vừa xác định? Đoạn văn miêu tả sắc vàng của nhiều sự vật khác nhau dựa vào những mối liên hệ kết nối nào dưới đây? Liên hệ thời gian, liên hệ không gian, liên hệ tâm lý hay còn gọi là nhớ lại, liên hệ ý nghĩa, tương đồng hay tương phản? Qua phân tích, em nhận thấy văn bản phải đáp ứng những điều kiện nào để đảm bảo tính mạch lạc? Bố cục của văn bản được ghi lại như sau. Mở đoạn, giới thiệu chung về sắc vàng ở làng quê vào ngày mùa giữa mùa đông. Phần khai triển đoạn gửi lên bức tranh toàn cảnh với nhiều sắc vàng khác nhau. Kết đoạn nêu cảm nghĩ về cảnh sắc ngày mùa ở làng quê. Ta nhận thấy thứ tự các phần hợp lý, gắn bó chặt chẽ với nhau, toát lên chủ đề của văn bản. Văn bản miêu tả bức tranh ngày mùa ở làng quê với sắc vàng đầm ấm. Bên cạnh bố cục, văn bản sử dụng với tần suất lớn những từ đơn, từ ghép gợi tả màu vàng với nhiều sắc thái khác nhau, chẳng hạn như vàng liệm, vàng hoe, vàng sẫm, vàng đốm, vàng giòn, vàng sọng. Những từ ngữ này giúp cho đoạn văn tập trung nêu bật chủ đề.
Đoạn văn miêu tả sắc vàng của nhiều sự vật khác nhau dựa vào những mối liên hệ kết nối như liên hệ thời gian, liên hệ không gian, liên hệ ý nghĩa tương đồng. Sự góp sức từ bố cục, từ ngữ tập trung thể hiện chủ đề tới những mối liên hệ kết nối, nội dung ý nghĩa như vừa nêu đã tạo nên tính mạch lạc của văn bản. Các em đọc lại ghi nhớ, chấm tròn số 232. Trước khi chuyển sang phần luyện tập, cô chốt lại những điều cần nhớ về chủ đề tập làm văn, những yêu cầu chung trong việc tạo lập văn bản. Một văn bản phải có tính liên kết. Liên kết trong văn bản chính là mối quan hệ về nội dung ý nghĩa giữa các câu, các đoạn, các phần trong văn bản. Để tạo nên mối quan hệ kết nối này, buộc ta phải quan tâm sắp xếp chúng theo một trình tự rành mạch hợp lý. Bố cục chặt chẽ giúp cho việc trình bày nội dung được xuyên suốt, thống nhất, toát lên chủ đề. Và như vậy, văn bản đảm bảo tính mạch lạc. Các em chép bài theo các slide ở góc trái phía trên của màn hình. Phần luyện tập, các em đọc kỹ yêu cầu đề và trình bày vào vở. Hẹn gặp lại các em ở buổi học sau. Cô chúc các em vui vẻ học tốt.